Sau thời gian theo dõi, tối ngày 19 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành mật phục bắt quả tang đối tượng Lê Văn La, 43 tuổi, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên xe 3 kg ketamine, giá trị gần 2 tỷ đồng. Cụ thể, các trinh sát đã bắt quả tang Lê Văn La tại ngã ba Trường Chinh, Lê Đại Hành, thuộc địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Khám xét khẩn cấp trên xe taxi do La điều khiển, Công an thành phố phát hiện 3 kg ketamine được ngụy trang trong những túi chải khô. Tại cơ quan công an, La khai nhận vốn làm nghề lái xe taxi nên quen biết với nhiều thanh niên của giới ăn chơi tại Quảng Nam. Trong số đó, có người đã chủ động liên hệ thuê La tham gia vận chuyển ma túy với giá từ 2 triệu đồng trở lên, tùy vào số lượng chuyến hàng. Mặc dù biết là phạm pháp, nhưng La vẫn đồng ý liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Quảng Trị lấy ma túy về Quảng Nam và chọn Đà Nẵng làm nơi giao dịch. Đến thời điểm trên thì bị công an thành phố phát hiện bắt giữ. Đáng nói hơn, đây là số ma túy thu giữ có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, ước tính gần 2 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan.